Chào bạn, trong bài ngày hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về laser đắng, khái niệm laser đắng là gì, laser ruby, ứng dụng của laser ruby, cấu tạo và nguyên lý của laser ruby. Thì trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về loại laser đắng phổ biến hiện nay, đó là loại laser NDIR, và chúng ta sẽ vào bài học về khái niệm thế nào là laser NDIG. Laser NDIG là loại laser đắng sử dụng thể pha lê yttrium aluminum gneiss. Mình cũng không đọc được cái này nữa, tại vì nó từ tiếng Anh nó rất là khó đọc, đúng không? Và được phủ cái nguyên tố khí hiếm là neodymium. Trong cái ký hiệu hóa học, trong bảng tuần hoàn ấy, thì neodymium là Nd và nó có ở trong cái vỏ trái đất của chúng ta để làm môi trường hoạt chất. Nó phát ra bức sóng là 1064 nanomet và là thuộc phổ hồng ngoại gần. Đấy, laser NDIG có xuyên sâu là trên 1 mm, nhắc lại nhá, là trên 1 mm. Nó có các chế độ làm việc bao gồm chế độ liên tục, chế độ xung đơn, chế độ xung chuỗi, chế độ xung cực ngắn. Đấy, ngoài ra nó còn có thể phát liên tục tới 100W hoặc là phát xung với tần số là 1000 cho tới 10.000 Hz. Đấy, và laser NDIG là một trong những laser rắn được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Công thức hóa học của nó là I3Al5 và O12. Đấy, và nó có tâm kích hoạt là ion Nd3 3 cộng. Đấy, nhắc lại nha, môi trường hoạt chất của nó chính là I3Al5O12. Đấy, và hoạt chất là các ion Nd3 cộng được cấy vào tinh thể IAG với tỷ lệ là 1 cho đến 4% theo trọng lượng ấy, tính theo trọng lượng ấy. Do mật độ của ion Nd3 cộng khá lớn nên hệ số khuếch đại của laser NDIG lớn hơn nhiều so với laser khí. Và môi trường hoạt chất của nó, thì về môi trường hoạt chất của laser NDIG là tinh thể yttrium aluminium gneiss I3Al5O12, trong đó một số ion I3 cộng được thay thế bởi ion là Nd3 3 cộng. Al3 nhầm, mình nhầm nhá, mình nhắc lại này, là trong một số ion I3 cộng sẽ được thay thế bởi ion là Nd3 3 cộng, và I3Al5O12 nó đóng vai trò là chất nền, còn ion Nd3 cộng đóng vai trò là tâm hoạt chất phát ra laser. Dùng I3Al5O12 để làm chất nền vì phổ huỳnh quang của cái chất này này nó sẽ chứa cái bước sóng của Nd3 3 cộng. Nồng độ ion Nd3 cộng được pha vào và nó chiếm khoảng là 0,5% cho đến 2%. Thông thường người ta chế tạo cái thanh NDIG có đường kính vào khoảng là 3 cho đến 6 mm và chiều dài trong khoảng là từ 5 cho đến 15 cm. Số ion Nd3 cộng trong một đơn vị khối lượng là 1,38 nhân 10 mũ 20 trên 1 cm khối. Đấy, thanh laser NDIG thông thường sẽ có hình trụ, nó dạng chữ nhật và đầu nữa được cắt nhọn. Thì ngoài ra nó được chế tạo với nhiều hình dạng khác nhau, ví dụ như là hình trụ tròn này, hình chữ nhật này. Đấy, và nói về buồng cộng hưởng của nó, buồng cộng hưởng của nó thì
thì cũng giống như vùng cộng hưởng của laser ruby và các loại laser rắn khác. Các bạn vui lòng xem lại cái bài báo trước để hiểu hơn về bộ cộng hưởng của laser NDIG cũng như laser ruby. Về nguồn bơm thì phổ hấp thụ của ND 3 cộng nó nằm trong khoảng lân cận là 0,7 micromet, nhớ nhá, micromet đến 0,9 micromet, nên đèn quang học krypton hay là đèn xenon đấy. Và laser bán dẫn là ALGA AS là một cái nguồn bơm thích hợp nhất. Mình nhắc lại, laser bán dẫn ALGA AS là cái nguồn bơm thích hợp nhất. Nếu dùng đèn quang học để bơm thì áp suất bên trong đèn phải phù hợp với quá trình phát laser. Với đèn xenon thì áp suất của đèn vào khoảng là 500 tô cho đến 1.000 500 tô. Tô này là TORR đấy các bạn, TORR đơn vị của nó đấy. Với đèn krypton thì áp suất đèn vào khoảng là 4 ampere đến 6 ampere. Khi sử dụng đèn xenon để bơm thì phải đưa ion Cr3 cộng vào tinh thể yttrium aluminium gắn nét dùng làm chất nhạy hóa, vì ion Cr3 cộng ấy nó có giải hấp thụ trùng với phổ bức xạ của đèn đèn xenon đấy. Độ chênh lệch công suất bơm liên tục và xung là vào khoảng là 3%. Trung bình năng lượng phát của đèn vào khoảng vài kW, nó nằm trong khoảng từ là 1 cho đến 3 kW. Nguồn bơm thứ hai của laser là người ta sẽ dùng laser bán dẫn để bơm. Nếu bơm dọc và bơm liên tục thì sẽ dùng đèn công suất là 15W. Nếu bơm bơm ngang và bơm liên tục thì sẽ dùng công suất là 100W. Hiệu suất bơm bằng laser bán dẫn sẽ cao hơn so với đèn quang học, có thể là cao hơn là 10%. Về nguyên lý hoạt động của laser NDIG thì nó theo sơ đồ là 4 mức. Về laser này thì nó có 4 mức năng lượng như mình vừa nói. Các mức được phân thành các mức năng lượng của ion Nd3 cộng. Mức 1 đóng vai trò là mức cơ bản. Mức 2 là mức đóng vai trò là laser dưới. Mức 3 là laser trên và mức 4 là mức mức kích thích. Thì chúng ta sẽ vào cụ thể cái nguyên lý hoạt động của cái laser NDIG này. Về cấu hình electron, lớp ngoài cùng của Nd3 cộng là 4s3. 4s3. Đúng không? Đấy, nhưng rõ này là 4s3. Dưới tác dụng của tinh thể ion Nd3 cộng thì ta sẽ có cái sơ đồ như sau. Đấy. Và để nói cụ thể hơn một lần nữa thì chúng ta thấy rằng hàm lượng ion Nd3 cộng rất ít trong cái tinh thể yttrium aluminium gắn nét, nên chúng ta bỏ qua sự tương tác của ion Nd3 cộng với nhau, mà nó chỉ chịu tác dụng của trường tinh thể là I3An5O12 thôi, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ có cái sơ đồ như trong hình đây. Các dịch chuyển chủ yếu là tương ứng với bước sóng 1,06 micromet, 1,06 micromet do sự dịch chuyển trạng thái là từ 4s nhìn không rõ này, 4s32 và trạng thái ở mức là I12 1 I12 1 nhầm I11 2. Đấy, ở hai trạng thái này dịch chuyển ở mức hai trạng thái này và có 8 triệu dịch chuyển xung quanh vùng bước sóng thể hiện cái hình phổ phát xạ như trong cái hình đó. Và tại nhiệt độ phòng dưới điều kiện hoạt động bình thường thì bức xạ laser xuất hiện bức sóng là 1,064 micromet, trong khi đó tại nhiệt độ thấp hơn thì nó là 1,061 micromet, tức là nó ở ngưỡng thấp hơn ấy. Sự dịch chuyển của laser tại một
1,06 micromet là ngưỡng của hai siêu thị chuyển trong chéo 1,0614 micromet và 1,0646 micromet. Nhờ có sự mở rộng thì đường cong khuếch đại là không đồng nhất mà nó trở nên thuận lợi hơn cho những cái bước sóng thấp hơn. Và trong cái phạm vi môn học này thì chúng ta sẽ cùng đi nghiên cứu cái nguyên lý hoạt động của laser NDIAG với là bốn mức năng lượng, đúng không? Để tạo thành cái chùm laser NDIAG có bước sóng là 1064 nanomet. Để đơn giản thì ta quy định các mức năng lượng như sau. Việc chọn mức năng lượng rất quan trọng để tạo ra cái tia laser có bước sóng là 1064 nanomet. Vì ND3 cộng có cái phổ năng lượng rất là phức tạp nên ta chỉ chọn cái mức năng lượng phù hợp để xảy ra phát xạ cứng bức tạo ra một cái bước sóng là 1064 nanomet nhờ di chuyển giữa hai cái mức năng lượng là F32 và I12. Như ban nãy vừa nói, ở mức 1 thì nó chính là 4 I92 ở mức này. Đây, nhìn con trỏ này nè. Đấy, thì ở mức này là cái mức năng lượng cơ bản có các hạt là đa số tương ứng với quy định của mức năng lượng và nồng độ của các hạt lần lượt là E1 và N1. Ở mức 2 là I112 là cái mức kích thích gần với mức cơ bản nhất. Đấy. Ở mức 3 là mức năng lượng siêu bền. Các hạt này, đây này, mức F32 này, các hạt có thời gian sống dài khoảng là 230 micro giây. Đấy, và tương ứng ta quy định là E3 và N3, đúng không? Ở mức 4 người ta sử dụng hai giải bơm như trong hình đây. Thì một giải bơm có bước sóng là 750 nanomet, tương ứng với nó là F32 là có bước sóng là 750 nanomet và F52 là có bước sóng là 800 nanomet. Ta sẽ quy định lần lượt ở mức 1, ta sẽ quy định năng lượng và nồng độ lần lượt là E1 và N1. Ở mức 2, tương ứng ta quy định năng lượng và nồng độ các hạt là E2 và N2. Ở mức 3, ta sẽ quy định năng lượng và nồng độ của các hạt là E3 và N3. Ở mức 4, cũng tương tự như vậy, thì là E4 và N4. Thì ta sẽ có được cái điều gì? Ta sẽ có được cái điều như sau. Cơ chế bơm quang học sử dụng 4 mức năng lượng. Khi mà ở trạng thái cơ bản thì nó sẽ có điều gì xảy ra? Đó là E1 sẽ bé hơn E2 và bé hơn E3, bé hơn E4. Và N1 sẽ lớn hơn N2, lớn hơn N3 và lớn hơn N4. Tức là các mức năng lượng thì nó sẽ bé dần, đúng không? Các mức năng lượng thì nó sẽ tăng dần. E4 lớn hơn E3, lớn hơn E2. Còn nồng độ các hạt thì nó sẽ giảm dần. N1 sẽ lớn hơn N2, lớn hơn N3 và lớn hơn N4. Ở đây ta cần nói thêm nữa, mình chưa nói thêm, đó là cái quá trình 1 thì nó diễn ra theo cái quá trình bơm năng lượng, tức là bơm vào một hệ photon có tần số là V14 bằng là E4 trừ cho E1 tất cả chia cho H. Khi đó các hạt tại mức 1 sẽ hấp thụ năng lượng và chuyển lên mức 4. Quá trình này làm tăng nồng độ của các hạt ở mức 4 tăng lên. Ở cái quá trình thứ hai
quá trình 4 thì quá trình này là quá trình dịch chuyển không bức xạ của các hàng từ mức 4 xuống mức 3 và từ mức 2 xuống mức 1. Ở cái quá trình 3 thì là cái quá trình này là quá trình phát tia laser, tức là sẽ kích thích một cái hệ photon có tần số với là V32, mình đặt tên là V32, V32 sẽ bằng E3 trừ cho E2 tất cả chia cho H. Đây là một cái hiện tượng ở cái quá trình 3 này, sẽ là một cái hiện tượng phát xạ cường bức xảy ra do tính khuếch đại dây chuyền, tức là 1 sinh 2 và 2 sinh 4, nên cái photon được tạo ra là không ngừng tăng, và kết quả là ở lối ra của hệ thì chúng ta sẽ thu được một cái chùm tia laser NDIG có bước sóng là 1064 nanomet. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về ưu và nhược điểm của laser NDIG. Ưu điểm là thiết bị có công suất mạnh 60W, cơ chế liên tục, xung đơn, có xung chuỗi, có sức xuyên sâu và có khả năng cầm máu, đốt cháy, bốc bay và cắt bỏ. Nhưng đồng thời nó cũng có nhược điểm là hiệu suất chưa cao, độ đơn sắc không cao, đúng không? Đấy, và người ta đang tìm cách khắc phục cái nhược điểm của nó. Và vì có rất nhiều ưu điểm như thế cho nên laser NDIG rất phổ biến trong y học, và nó được ứng dụng trong nhiều việc, ví dụ như là việc làm da mổ này, đặc hiệu hữu hiệu trong việc là mổ nội soi này, dùng quang động mạch này, đấy, điều trị các tổn thương mạch máu này, điều trị thoát vị địa đệm này, u máu phẳng lồi này, u nang này, xẹo lồi này, đấy. Và các chuyên gia được trang bị laser NDIG phẫu thuật này, u bướu này, chỉnh hình này, thẩm mỹ này, da liễu này, kể cả dạ dày, tiêu hóa, hệ hô hấp hay hệ tiết niệu cũng có sử dụng nữa. Này. Và chúng ta sẽ kết thúc cái bài học tại đây nhé.